trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Ta phá bỏ mọi giới hạn cho nó về đây bị kìm kẹp. Mày không thích viết điều tình ta chắc nghĩa là chuyện nó không thì không thích. Trên mọi từ lối kết của ta và đừng nghe ngang công kích và khiến cho tên và tuần đồ cảm thấy đau với nó sưng nhông chính. Give me a chance, give me a chance, I have a plan. Yeah. Join the game để sân khấu đến thành flame. Yeah. Trong khi nhạc của anh thì nó vẫn căng cực và anh đang đi lên là nhờ năng lực. Tôi là Nguyễn Hữu Minh Triết và em số báo danh của em là 1246. Em xin được trình bày một chút về bộ trang phục này. Đây là một nhân vật trong một bộ manga của Nhật Bản, Death Note, viết về một thanh niên nhận được một cuốn sổ tử thần. Là thằng con trai đôi khi liều lĩnh với tư kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo nha boy. Nếu có lỗi sai từ cái điều chỉnh kiếm tư kiêu phỉnh mang về cho mama coi. Mới cái chinh phục vì còn nhiều đỉnh không mà vinh nhục da vàng cũng sẽ qua thôi. Cái ta phải tịnh và cái tính phải trầm bởi vì ngoài kia đều paranoid. Now strip away, I'm just go through the day. Take it off for more the day, I'm just about to lead the way. Baby now, I'm just go shake it off. Rapping, captain, make it dance, whipping, check it, locking, gang. Mang thứ đất tiền gửi đến cho tao. Giá trị âm nhạc anh được nâng cao. Mới vừa 18 thì anh đã tỏa sáng. Cướp lấy anh nhìn anh là ngôi sao. Rapping yo yeah. Mồ hôi hoa tay đá trên cổ toàn là VVS. Nét từng mm. Ta thấy được mục tiêu định vị như là GPS. Vì ta thấy đây ACCP xanh sẽ tới liền. Hold up baby. Nhận diện một khóa Face ID. Anh đến từ ghê nổ my change my G. Tôi là Nguyễn Hữu Minh Triết và em số báo danh của em là 1246. Em xin được trình bày một chút về bộ trang phục này. Đây là một nhân vật trong một bộ manga của Nhật Bản, Death Note, viết về một thanh niên nhận được cuốn sổ tử thần. Anh ấy dùng để xử những con người mà làm điều ác trên thế giới. Death Note, tên dự dạng diện ác. Thay đổi tương lai và làm đơn kiện tác. Đổi trắng thay đen, vướng ở nơi cạnh bạc. Viết ra những tên mà ta cho là rác. Được tranh thì mất khả kháng. Thực thi công lý trước khi soi thỏa đáng. Sẽ không dừng lại cho đến khi thỏa mãn. Quy phục tất cả để thế giới sáng đèn. Alo, con nghe nè ba. Con tới đáp việc rồi. Con nhớ lại ba dặn mà. Dạ. Từ quê lên phố, nghe là bố dặn và con sắc con cố nặng. Đừng có đổi cái số phận 192 bù. Hai mặt, sáu lời, ba chìm, bảy nổi. Bố phương tâm hướng tập tính gây thù. Họ muốn xem ta là thằng ngu, ta không xem họ là kẻ thù. But who wanna f*** try play me? Who wanna f*** try play me? I got my vibe, got my dream. Thức tỉnh kẻ mơ hoặc là mơ kẻ tỉnh. Ta thay đổi góc nhìn để quan sát xung quanh. Ta vẽ nên nó khung tranh bằng bài thơ ta cảnh. Con dính như keo lên mai, bình tĩnh như vua lên ngai. Và từ chối rap xong bài nó quá sâu. Phải đuôi xóa hay in biên lai. Lời rap khiến bạn lười nghe. Giờ phát khiến bạn người chen. Nếu mà rap thêm là sen ken. Vâng thì ta xứng năng là vật đen. Anh ngồi lên tầng under. Tôi đã 12 đã muốn mình là rapper. Drip drop, I'm ready. Cơ hội này anh muốn mình lão đi. Drip drop, drip drop. Nam, Nguyễn là Hồng Duy. Không thích đông kỹ, Duy thích dạo đêm. Duy đang trên đường tìm kiếm hào quang. Vì Duy cũng muốn nếm. Give me a chance, give me a chance. I have a plan, yeah. Join the game để sân khấu đến thành flame, yeah. Trong khi nhạc của anh thì nó vẫn căng cực và anh đang đi lên là nhờ năng lực. Thì phần mày con chỉ biết ăn trực, chúng mày đang cực nhưng mà vẫn phải khâm phục vì bản thân anh là chất lượng. Nhạc anh hay nó là điều bắt buộc. Yeah. Ta phá bỏ mọi giới hạn cho nó về đây bị kìm kẹp. Mày không thích viết điều tình ta chắc nghĩa là chuyện nó không thì không thích. Trên mọi thứ lối kết của ta và đừng nghe ngang công kích và khiến cho tên thêm phần tuần đồ cảm thấy đau vì nó sưng nhông chính. Ta là bồ sát nên ta thích đồ sát. Kẻ tầm thường khác cho vào mồ nát. Tôi coi như tầm phán các con lý ta cầm cán. Sự mấy cậu lang băm cho nó về thích chẩn đoán. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Anh như cùng mẹ không có tiền để người ta khinh. Khoảnh khắc anh nghe được câu ấy, bé Dương Việt bất và thằng Tết được khai sinh. Từng lời mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị kinh thường, vì mẹ nói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên nghỉ đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống, như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh muốn vươn tới thì mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đó đến trong đời vực đầy, chỉ đứng dẫn lối, từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những buông mình trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh trói sáng dạng người như này. NTEZ. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi. Chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tin tôi, chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi.
không có gì là khó, vì khó sẽ lo cái enjoy. Tương lai rồi thì tối từng ngày, thực tại đây có những bức tường dày. Yêu mới vừa thành cái yêu cũ, cái yêu sẽ muốn níu giữ nó cho nó như bùn lầy. Dòng tiền đi cho cuốn anh đi, dòng đời dường như muốn anh suy. Ok ok, anh đang cười tươi vô mặt như đời ơi, khi nhìn về ra thì nhắc đợi anh lên sóng TV. Chừng nào còn rất là bùng nổ, trên cái giấc mơ anh không lại thì cực cổ. Vững vàng tâm chỉ có mình đầu tiên, vì anh luôn tin đầu tiên ở bên trên là phù hộ. Bước chậm là tiền phải lấy, con dậy trong một lần vẫn phải tiền. Sao ta phải chạy trốn, còn đến đâu mà ta cảm thấy khi mà trên vẫn phải hóa thành đôi cánh đưa ta. Bay cao như cánh chim trời, dù khi trên ta chờ ta là bao khó khăn gần xa, chỉ nhìn qua thôi mà thấy chân ta đã cuối con đường. Còn ai sẽ bên cạnh đây, nếu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày. Enjoy, 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 enjoy. Anh Bích đang khả năng tạo bất ngờ thì em sẽ nghĩ là chị Chi từ Trung Quốc trở về. Còn là ca sĩ hỗ trợ của em lần này sẽ là chị Vũ Thảo My và anh Tùng. Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.